tác phẩm dùng trong lời thanh sứ thì để nó sẽ được anh tác phẩm mang tên cô gái thứ nhất, câu chuyện cô gái thứ nhất, và nếu mà để hiểu hết cái câu chuyện trong lời thanh sứ thì này thì chúng ta có thể tới Việt Nam Concert vào ngày 30/9 đến để tiếp đón chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vui khi được gửi tới một phần nho nhỏ trong buổi thanh sứ thì chúng tôi vừa mới hoàn thành trong buổi biểu diễn. Mm-hmm.